Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đúng là Chúa của chúng ta muôn đời vẫn y nguyên. Amen nhé. Amen. Chúa Giêsu năm xưa, Ngài làm những điều gì cho đồng dân, cho tất cả mọi người, thì ngày nay, Ngài cũng làm y như vậy. Và chúng ta cần phải có đức tin để mong chờ rằng những điều đó đến với đời sống của mình. Đức tin là chìa khóa. Cho nên anh chị em ơi, mỗi lần chúng ta đến hội thánh, hãy tập trung lắng nghe những lời của Chúa, vì lời của Chúa mới gây dựng cho chúng ta đức tin. Lắng nghe những lời làm chứng, lắng nghe những cái điều, những cái bài thánh ca, những câu từ của nó. Không những chúng ta chỉ nghe những giai điệu, nhưng mà chúng ta phải nghe nội dung. Tất cả những điều đó góp phần gây dựng đức tin cho chúng ta. Và khi chúng ta có đức tin thì chúng ta có tất cả. Cho nên tiên tri TV Joshua nói, nếu người ta hiểu được thì người ta sẽ nhận ra một điều rất đơn giản rằng đức tin chính là tài sản. Đức tin là tài sản. Mà tài sản này là tài sản thật, không phải là tài sản nay còn mai mất, tài sản thật. Cho nên ở đời ai mà chẳng muốn mình có tài sản, đúng không? Ai mà chẳng muốn. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời sinh ra cho chúng ta trong lòng, đặt trong chúng ta một khát vọng, đó là chúng ta muốn có tài sản. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa hiểu đâu là tài sản thật, đâu là tài sản tạm bợ, thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đức tin chính là tài sản thật của chúng ta. Khi anh chị em có tài sản là anh chị em sẽ có tất cả mọi thứ. Mọi thứ. Anh em muốn điều gì, Chúa sẽ cung ứng cho điều đó bởi đức tin. Cho nên hỏi anh chị em hãy chú ý lời của Ngài. Lời của Chúa được rao ra, hãy chú ý lắng nghe. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng lời Chúa đến xây dựng đức tin trong lòng chúng ta. Amen chị em. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay. Anh chị em có sẵn sàng để chuẩn bị tấm lòng mình nghe lời Chúa không? Chúng ta là khoảng cách tri thức, tất cả mọi sự không quan trọng. Quan trọng là trạng thái tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta thối khát một điều gì, chúng ta sẽ nhận lãnh nó. Khi chúng ta khao ước một điều gì thì Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho chúng ta. Trạng thái tấm lòng quyết định chúng ta nhận được từ Chúa hay không. Đó. Cho nên ngày hôm nay tôi không bao giờ ao ước rằng, mong muốn rằng anh chị em có sự lo lắng, anh chị em có sự giận hờn ai đó, anh chị em có cái sự thất vọng ai đó. Tất cả hãy vui lên và hạnh phúc lên trong Chúa. Amen. Vì Ngài nói rằng tấm lòng trong sạch sẽ được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Lòng trong sạch là gì? Là tấm lòng tự do khỏi mọi buồn phiền, tự do tất cả khỏi mọi tranh cãi, mọi giận hờn, mọi không tha thứ, mọi thất vọng, mọi điều gì trên đời này Satan đã dùng để kết nối tấm lòng anh chị em với nó, thì bây giờ cần phải ngắt được hết. Amen. Để chuẩn bị trái tim của chúng ta trong sạch, và khi trong sạch thì chúng ta sẽ thấy chính Chúa bước vào đời sống của mình và thay đổi đời sống mình. Amen. Dạ. Cảm ơn. Chúng ta nên cầu nguyện một chút nha. Tôi cảm thấy là chúng ta nên cầu nguyện một tí để cho tấm lòng của mình được chuẩn bị. Amen. Chúng ta hãy hướng lòng về Chúa nha. Chúng ta hãy làm điều mà trước đây chúng ta chưa bao giờ làm. Trước đây tôi chỉ lên tự giảng thôi, không cầu nguyện, nhưng mà hôm nay cầu nguyện. Có lẽ là Chúa muốn một điều gì đó trong tấm lòng mình. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện nha. Cha yêu quý, tất cả chúng con đang ngồi tại nơi đây dưới bệ chân của Ngài, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở đây. Và anh em con đang cầu nguyện, đó là xin Chúa đến chuẩn bị tấm lòng của chúng con. Đức Thánh Linh ơi, hãy chạm đến trái tim chúng con giờ này. Con tin rằng khi Ngài đến rõ ràng thì bóng tối biến mất, những nặng nề lo toan trong cuộc đời chúng con biến mất. Thay vào đó là sự bình an của Ngài, sự vui mừng của Ngài, tràn ngập tình yêu của Ngài chiếm hữu trái tim chúng con. Cha ơi, hãy đến thăm viếng con cái của Ngài, hãy thăm viếng con cái của Ngài, hãy đụng chạm đến tấm lòng của con cái Ngài đã ngồi tại nơi đây. Chúa ơi, dù cuộc sống của anh em con có nhiều phiền toái đến bao nhiêu đi nữa, thì Cha trong giờ phút này hãy bao trùm anh em con bằng ánh sáng của tình yêu Ngài, bằng sự nhân từ và lòng thương xót đời đời của Ngài, bằng quyền năng giải cứu và chữa lành của Ngài, để anh em con được tự do, tự do và tự do. Cha yêu quý, hãy ban phước cho hội thánh của Ngài, hãy ban phước cho hội thánh của Ngài,
Hãy ban phước cho hội thánh của Ngài. Hãy ban phước cho con gái yêu quý của Ngài. Hãy ban phước cho những người mà Ngài đã lựa, đã chọn ở nơi đây. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con được làm con cái của Ngài. Chúa ơi, chúng con thật được phước khi được biết Ngài và được gọi Ngài là Cha nhân từ của chúng con. Ôi Cha, trong cuộc đời đầy tăm tối ma quỷ này, chúng con được thấy ánh sáng, chúng con được thấy đường đi, chúng con được thấy lẽ sống, chúng con được thấy sự sống đời đời ở trong Jesus Christ. Ôi Chúa, chúng con tôn kính danh Ngài, tôn kính danh của Ngài, tôn kính danh của Ngài. Và hội thánh của Chúa Trời cũng không quên cầu nguyện cho những anh em chúng con đang theo dõi trên livestream. Cha yêu quý, hãy đến và ban phước cho anh em con. Hãy ban phước cho anh em con. Hãy làm cho tấm lòng anh em con tràn đầy sự sống của Ngài giờ này. Hãy làm cho thân thể anh em con được chữa lành giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền. Chúa ơi, khoảng cách không là gì đối với Ngài, nhưng Ngài cần tấm lòng của chúng con. Ngài cần trái tim của chúng con luôn kết nối với Ngài. Hãy làm cho tấm lòng anh em con kết nối với Ngài giờ này trong danh Giêsu Christ quyền. Chúng con cảm ơn Ngài. Thì giờ này là của Ngài Chúa. Hội thánh là của Ngài Chúa. Hãy vận hành trong sự sức giàu của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài và hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. 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 Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời Ngài. Cảm ơn Chúa là tuần vừa rồi chúng tôi có 3-4 ngày để ở trên núi, rất là tuyệt vời. Dạ. Các anh chị em nhìn thấy trên Facebook có rầm rộ những hình ảnh rất đẹp mắt phải không? Nhưng mà điều đó chưa phải là cốt lõi vấn đề đâu. Cốt lõi vấn đề là điều tôi chia sẻ cho anh chị em giờ này. Có một buổi sáng là tôi đang ngồi trên hòn đá như vậy đó, thì Đức Chúa Trời đến và dạy dỗ tôi một bài học. Và bài này tôi chia sẻ cho anh chị em buổi sáng này. Tôi ngồi trước hòn đá và tôi nhìn vào cái cây, phải không? Cái cây đó nó mọc trên một cái bờ rất là sâu xuống dưới, nó không có bằng phẳng gì cả. Nó đứng trên hòn đá như thế, nó cao chót vót cái này. Và tự nhiên có lời của Chúa đến. Chúa hỏi, con có biết tại sao cái cây này nó treo leo như vậy mà nó lại vững vàng, gió thổi nó không bao giờ ngã, mặc dù nó cao, to, gió đùng đùng lúc nào cũng thổi, sao nó không ngã? Mà những cái cây ở thành phố nó bự chằng hoàng như này mà gió tí xíu là ngã chỏng chơ hết, đặt đổ xe hơi của người ta, làm đủ thứ, người đi đường rồi bị tai nạn. Tại sao? Chúa hỏi tôi, tấm lòng tôi như vậy. Tôi ngồi tôi suy nghĩ một hồi và cuối cùng tôi tìm ra được câu trả lời. Tôi nói, Chúa ơi, con hiểu rồi. Nó vững vàng bởi vì nó có bộ rễ bám sâu vào lòng đất. Còn cây ở thành phố là cây kiển, lính kiển mà, nó bứng đầu lên đem cắm xuống. Cây thì cao chót vót mà rễ chân chiêu này, lấy tay sâu cái là ngã chỏng chơ. Và tự nhiên tôi học được một bài học cho đời sống tâm linh, anh em. Và đó là câu kinh thánh mà hôm nay chúng ta nhìn thấy, và chúng ta nhìn thấy đây đó. Tôi có đem một cái hình như cái anh em á, nhìn cái bề nổi của nó thì thấy nó là một cái cây bình thường, tán nhỏ vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta có cái máy chiếu để mà chiếu xuống lòng đất thì mình thấy bộ rễ nó bao trùm, thậm chí nó còn lớn hơn cả cái tán cây, phải không nhé? Đó là lý do tại sao nó đứng vững vàng. Tại sao cây trên núi nó đứng vững vàng, còn cây mà con người bứng trồng nó lại dễ ngã dễ đổ? Chúng ta hãy đọc câu kinh thánh mà anh em vừa đọc sáng nay. Anh em đã nhận Chúa Giêsu thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế, hãy chân rễ và lập nền trong Ngài. Hãy lấy đức tin làm gì cho anh em? Làm cho vững vàng, tùy theo anh em được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Buổi sáng hôm nay tôi lấy tựa đề của bài chia sẻ là chúng ta xây dựng đời sống tâm linh như thế nào. Xây dựng nó như thế nào? Bởi vì tôi nhìn ra và tôi nhìn thấy ở trong giữa vòng con cái Chúa có rất nhiều những cuộc đời lòe lên cũng rất nhanh, nhưng mà sụp đổ cũng rất là chậm. Có thể chúng ta mạnh mẽ được 5 năm hầu vì Chúa rất hăng say, nhưng sau 5 năm lại mất tiêu không thấy đâu. Có những cuộc đời chúng ta đầy ơn, có những ân tứ rất là hùng mạnh, nhưng mà rồi sau vài năm không thấy Chúa hoạt động nữa. Tại sao?
Tại sao có những gia đình khởi đầu rất yêu mến Chúa, đi nhóm rất hăng say, tham gia vào mọi hoạt động, nhưng một rời thời gian sau thì lại thấy họ ở tòa để đi về? Tại sao? Và câu trả lời là chúng ta đã chú ý vào phần ngọn quá nhiều, nhưng đã quên mất bộ rễ của nó. Chúng ta chú ý đến những cái hoạt động bên ngoài quá nhiều, chúng ta phô trương quá nhiều, chúng ta ra hoa kết trái quá nhiều. Anh em thấy những cái cây mà người ta bơm thuốc vào cho nó ra trái một năm, bốn năm mùa, có không? Có chứ. Và anh em biết sao không? Cái cây đó nó rất mòn chết, rất mòn chết. Người ta đã mất kiệt sức đó và cuối cùng là chết. Cũng giống như vậy, nếu như chúng ta có cái biểu hiện bề ngoài không tương xứng với bộ rễ của mình, chúng ta rất mau ngã và mòn chết. Chúa muốn chúng ta có cái nền tảng như thế nào thì bày tỏ ra bên ngoài tương xứng với ai. Nếu bộ rễ chúng ta sâu 3 mét thì chúng ta hãy vươn lên cao 3 mét. Còn nếu bộ rễ chúng ta chỉ nửa mét thì hỏi anh chị em hãy kiềm chế, vươn lên nửa mét thôi, vì cao hơn nữa sẽ ngã ra. Đó là lý do tại sao trong lời Chúa nói là anh em hãy bước đi theo lường đức tin của mình, chớ có tư tưởng cao quá này, hãy có tâm tĩnh tạm thời đi theo lường. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ các tình thắng này cho anh chị em. Thứ nhất, lời của Chúa nói anh em đã nhận Giê-xu thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế. Đó là vế đầu tiên mà chúng ta cần phải nghiên cứu cuộc sống này. Tại vì nếu chúng ta nhận Chúa Giê-xu một kiểu và bước đi theo Ngài một kiểu khác thì sai với lời Chúa rồi. Sai rồi. Cho nên không thể nào trong cuộc đời chúng ta nhận Ngài kiểu A mà bước đi kiểu B, không thể. Chúng ta nhận thể nào thì hãy bước đi thể ấy, đó là nền tảng đầu tiên. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra với hội thánh, chúng ta đã nhận Chúa Giê-xu thể nào? Và chúng ta nhận Chúa Giê-xu thể nào? Và lời của Chúa trong Kinh Thánh giảng cho chúng ta biết một Chúa Giê-xu thể nào. Tôi tin rằng tất cả anh em mình đã từng nghe một Chúa Giê-xu cứu chuộc linh hồn. Một Chúa Giê-xu có thể đi trên mặt nước được, có phải không anh? Một Chúa Giê-xu có thể dẹp yên bão tố. Một Chúa Giê-xu có thể khiến người chết sống lại. Một Chúa Giê-xu có thể khiến cho người mù thấy, người quay đi. Một Chúa Giê-xu phục sinh. Một Chúa Giê-xu thăng thiên. Một Chúa Giê-xu đổ Đức Thánh Linh xuống. Một Chúa Giê-xu nói rằng ta đã tạo dựng tất cả mọi điều trên thế giới này. Một Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sống và sự sống lại. Một Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi, chân lý và là sự sống. Tất cả những điều tôi vừa nói cho anh chị em có thể tóm vào một câu rằng chúng ta đã nghe về một Chúa Giê-xu siêu nhiên, các bạn nhé. Chúng ta không nghe về một giáo chủ tôn giáo tầm thường, chúng ta không nghe về một cái tôn giáo nào đó tầm thường, chúng ta không nghe về một triết học của con người, chúng ta đang nghe về một lễ đạo siêu nhiên. Chúng ta nghe về một đấng cứu chuộc siêu nhiên. Chúng ta nghe về một đấng mà chết đi sống lại, chúng ta không nghe về một đấng chết luôn. Cho nên chúng ta thật sự đã nhận một Chúa Giê-xu siêu nhiên. Có ai ngồi đây mà nhận một Chúa Giê-xu bình thường không? Không. Giống như là nghe mấy ông thầy chùa ông tụng một hồi cái bắt đầu cạo trọc đầu đi theo luôn. Đây Chúa Giê-xu đó là Chúa Giê-xu giả. Trên đời này người ta giảng rất nhiều Giê-xu, nhưng mà anh em phải biết lọc ra Giê-xu nào là thật và Giê-xu nào là giả. Đời này nó hay lắm chứ, ở đâu mà có đồ thật thì ở đó có đồ giả. Satan nó làm như thế. Ở đâu có đạo thật, ở đâu có đạo giả. Ở đâu có giảng một Chúa Giê-xu thật thì nó đem một Giê-xu giả giảng. Một Giê-xu công điên mù là giả. Một Giê-xu chỉ biết gian tay nóng đinh thập tự giá giả. Làm gì có Giê-xu trên thập tự giá? Giê-xu xuống rồi và phục sinh rồi, vinh hiển rồi. Đừng giảng một đấng cứ treo mãi trên thập tự giá, không có Giê-xu đó đâu, không ạ. Hoặc nó giảng một Chúa Giê-xu ui kỉnh kiền đứng yên lặng không làm gì, không. Giê-xu chúng ta dẹp yên bảo tồn. Giê-xu chúng ta chữa lành mà,
đồng lòng thương xót với những cảnh đời đang bị ma quỷ ở kia. Giê-xu của chúng ta nát một tiếng là ma quỷ phải cúc đuôi bỏ chạy. Ngày nay Giê-xu giả rất nhiều, anh em hãy cẩn thận. Cho nên chúng ta hãy đọc câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 2. Đây là lời sứ đồ Phao-lô, một người đã lập nên cho đạo của Chúa. Hãy nghe lời ông ta nói, hãy nghe lời của sứ đồ nói. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan lời người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Anh em thấy không? Cho nên thật là sai lầm khi chúng ta lập đức tin mình trên sự thuyết phục của con người. Thật là sai lầm khi chúng ta tin Chúa bởi vì ai đã thuyết phục chúng ta tin Chúa, mà không phải bởi sự đụng chạm của Thần Chúa trong tâm lòng. Anh em đừng bao giờ tin vì người nào đã thuyết phục. Đừng bao giờ tin khi tôi thuyết phục anh em, đừng tin. Hãy tin khi có một đấng vô hình đụng chạm tâm lòng anh em. Hãy tin khi anh em khóc mà không biết vì sao anh em khóc. Hãy tin khi lòng anh em cảm động mà không biết vì sao mình cảm động. Đó gọi là gì? Tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Anh em, tôi nghĩ anh em mình ở đây đã từng cảm nhận điều đó chứ, không à? Cảm nhận điều sinh nhiên. Cho nên tôi trở lại vấn đề, chúng ta ai nấy phải nhận một Giê-xu siêu nhiên. Đừng nhận một Giê-xu bình thường, vì tôi bảo rằng đó là đồ giả. Đồ giả. Và bây giờ lột đồ giả bước đi. Giống như mấy người mà đi làm ăn để chẳng nói lời làm, mua vàng giả đeo đây rồi. Thật sự là giả, chẳng giá trị gì cả. Không giá trị. Cho nên không chấp nhận đồ giả. Chúng ta chỉ chấp nhận một Chúa Giê-xu siêu nhiên mà thôi. Câu Kinh Thánh tiếp theo. Và đạo tin lành, tức là phúc âm mà chúng ta nghe đó, mà chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em thấy không? Đạo Chúa đâu có phải nói suông, đâu có phải đến rồi xong nói suông xong amen chút đứng dậy đi về. Đạo đó là đạo giả. Đạo Chúa là Thánh Linh và quyền phép. Đạo Chúa là bày tỏ một đấng phục sinh ở giữa hội thánh của Ngài. Amen chị em. Để khi em đến đây với những rắc rối, với những tối tăm, thì đấng đó sẽ lấy tối tăm đi và cho anh em ánh sáng và sự sống. Đó là đạo thật. Cho nên hỏi anh chị em và những người đang theo dõi trên livestream, hãy biết phân biệt. Hãy biết phân biệt bởi vì lời của Chúa nói. Đạo của Chúa không phải chỉ lời nói suông, mà là tỏ ra Thánh Linh. Thế nào là tỏ ra Thánh Linh? Tỏ ra Thánh Linh có nghĩa là trong khi anh em giảng, trong khi anh em cầu nguyện cho người khác, trong khi anh em hát ngợi khen, thì phép lạ xảy ra bên dưới. Đó là tỏ ra Thánh Linh. Khi tôi cầu nguyện cho anh chị em, phép lạ xảy ra chạm đến tấm lòng, chạm đến thân thể anh chị em, chạm đến những cái điều trói buộc của anh chị em. Đó là tỏ ra Thánh Linh. Còn nếu tôi cầu nguyện cả năm mà chẳng thấy gì nhúc nhích thì đó là trăm rồi. Đứng cầu nguyện từ sáng đến chiều chẳng con ruồi nào bay. Anh chị em thấy 850 tiên tri 3 năm ở trong Samuel nhất đó, chương 16-17 anh chị em đọc á, 850 tiên tri. Nó đến nó cầu nguyện để xin lửa từ trời đổ xuống. Nó cầu nguyện từ sáng đến chiều, nó nhảy múa tưng tưng lấy dao rạch tay rạch người cho máu me nào chảy ra. Ôi Chúa ơi, đâu đến trả lời đi. Ông Eli nói kêu ta lên ở đây, chắc Chúa mày đi ngủ, đang ngủ à. Đôi khi chúng ta cũng có thể, chúng ta đang thờ một Giê-xu giả, và chúng ta kêu từ đầu năm đến cuối năm mà Giê-xu giả nó vẫn đang đi chơi đâu ạ, chưa về để trả lời cầu nguyện cho chúng ta. Nhân cha mẹ, Chúa Giê-xu thật, Ngài nói rằng lời chưa ra khỏi miệng các con thì ta đã nghe rồi. Amen. Đó là Giê-xu thật, đó là Chúa thật, đó là đấng yêu thương chúng ta thật, đó là người cha thật, đó là đấng mà kề cận tấm lòng chúng ta thật. Có người cha nào mà con mình gặp tai họa mà đi uống trà rung đuôi ngồi kia không? Không có. Có cha mẹ nào mà con mình tai họa mà còn đi du lịch không? Lập tức chạy về bao cho nó lên. Chỉ có Giê-xu giả mới đi chơi thôi, còn Chúa Giê-xu thật chăm lo đời sống chúng ta mọi ngày. Ngài nói anh chị em mình là con ngươi của mắt Ngài. Ai động đến anh chị em là động đến con ngươi của mắt Ngài. Khi anh chị em đau khổ thì Ngài cũng đau khổ. Khi anh chị em buồn rầu thì Ngài cũng buồn rầu. Amen. Đó là Chúa Giê-xu thật của chúng ta. Và tôi tin xác quyết rằng
tất cả anh em mình ngồi đây đang thờ phượng một Giêsu thật. Amen. Amen. Bởi vì những phép lạ, những sự bày tỏ thánh linh đang xảy ra ở đây. Amen. Tuần nào cũng có những phép lạ để làm chứng. Tuần nào cũng có những cuộc đời được Ngài đụng chạm. Đó là điều mà chúng ta phải tự hào và vui mừng. Bởi vì bởi ân điển của Chúa, Ngài cho chúng ta thật sự được nhận biết Ngài. Đó là ân điển. Và thứ hai nữa, đó là sức mạnh của đức tin. Bởi đức tin làm ra phép lạ. Nên phải là sức mạnh của sự tin. Tất cả chúng ta khi có đức tin làm ra phép lạ. Tóm lại, tất cả anh em mình đã nhận một Chúa Giêsu siêu nhiên. Cho nên Chúa cũng khuyên chúng ta là hãy bước đi trong sự siêu nhiên. Mình nhận Chúa thế nào, hãy bước đi thế đấy. Có một số người nhận Chúa thì siêu nhiên, mà bước đi rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Đó là nan đề ập đến, bệnh tật ập đến, tất cả mọi thứ ập đến. Trời ơi, ai giúp tôi? Người nào có thể giúp tôi? Thuốc nào hay? Ôi, ông bác sĩ phẫu thuật nào siêu nhiên nhỉ? Nhà băng nào cho tiền vay được nhanh chóng nhỉ? Làm sao có thể nào? Chúng ta giải quyết vấn đề toàn là tự nhiên thôi. Có phải? Đôi khi chúng ta như thế, nhận một Chúa siêu nhiên mà giải quyết vấn đề tự nhiên. Đó là lý do mình không trải nghiệm Chúa được. Đó là lý do mình đi với Chúa 5 năm, 10 năm mà Chúa sao xa vời quá. Chúa làm sao rời khỏi cuộc sống mình nhiều quá. Chúa sao xa cách quá. Những đời thường như là chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con cái, chuyện công ăn, chuyện làm, chuyện sức khỏe, những chuyện tự do, hạnh phúc, thấy Chúa xa rời quá. Chúa chỉ ở nhà thờ mà Chúa không có trong cuộc sống. Đó là lý do anh chị em mình không chịu bước đi một cách siêu nhiên. Nhận thì nhận một Chúa siêu nhiên, mà bước đi theo kiểu tự nhiên. Bước đi bằng giải quyết năng đề, bằng trí của người, bằng sức của người. Cho nên Chúa mới khuyên chúng ta, trở lại câu kinh thánh đầu tiên, Chúa mới khuyên chúng ta là hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Thể ấy là sao? Y như cái lúc mình nhận Chúa. Mình nhận Chúa thế nào? Mình nghe về Chúa thế nào? Mình nhận Chúa siêu nhiên, mình thấy Chúa làm việc hành động đến mình thế nào? Hãy bước đi trong Ngài thể, trong từng năng đề của cuộc sống, trong từng vấn đề của cuộc sống, trong từng những cái điều anh chị em ước vọng mơ ước. Hãy bước đi một cách siêu nhiên. Kinh Thánh chép rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Bước đi bởi đức tin là bước siêu nhiên. Đừng chấp nhận, đừng chấp nhận hoàn cảnh, đừng chấp nhận giới hạn, đừng chấp nhận nan đề, đừng chấp nhận bệnh tật, không chấp nhận. Bởi vì sao? Những thứ đó nó không có quyền ở trên đời sống con cái thật của Đức Chúa Trời. Rồi không có quyền đậu vào trong nhà, rồi đi ra bộ rác quận 12 đậu, rồi không có vô đây là về chết hết, sẽ thuốc chết hết, phải không? Cho nên rồi mỗi ô uế không có quyền đụng đến cuộc đời của con cái Đức Chúa Trời. Nó phải đi chỗ khác. Nó là ở dưới đáy địa ngục. Nó nơi ô uế dơ dàng. Nó thế gian. Nó vũ trường. Nó nơi hút chích. Nó nơi đâm chém. Nó không được ở trên đời sống con cái Chúa trong gia đình của mình. Cho nên chị em ạ, không chấp nhận. Bằng cách gì? Bước đi siêu nhiên. Bước đi siêu nhiên. Cho nên một câu đầu tiên đó, tôi nhắc lại cho anh chị em là nhận Chúa Giêsu thế nào, hãy tập bước đi trong Ngài thế. Tôi cũng tập như vậy. Tôi cũng tập như vậy. Trong tất cả những năng đề, tôi cũng thấy phép lạ của Chúa. Từ tài chánh, sức khỏe, tất cả mọi thứ, tôi luôn luôn muốn thấy phép lạ của Chúa. Tôi không muốn thấy cái gì đó tự nhiên. Tại vì tôi hiểu một điều, Chúa chúng ta là siêu nhiên. Anh em đọc cả Kinh Thánh từ sáng tới ký đến khải huyền, anh em tìm cho tôi một cái chỗ nào mà y như là triết lý đời này, y như là những cái điều tầm thường của đời này không có. Từ sáng thế ký đến khải huyền, toàn phải là toàn quyền lực, toàn những điều mà làm lòng chúng ta phấn khích, để khiến chúng ta có thể đủ đức tin để bước đi với Ngài trong thế giới này mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Đó là gì? Thứ hai, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài. Thế nào là chăm rễ và lập nền? Thế nào là chăm rễ và lập nền? Chắc anh em tưởng tượng ra rồi, giống như nãy tôi đã nói đó.
cái cây mà đã chăm rễ xuống nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để cho nó vững vàng, nhưng còn một mục đích nữa là nuôi sống cái cây. Các bạn chị em, nuôi sống vững vàng không mà không nuôi sống thì vững vàng để làm cái gì? Nó vững vàng để chết khô à? Cho nên không được. Nó đâm xuống, mục đích vững vàng là một chuyện, nhưng mà nó còn nuôi sống nữa. Cho nên tại sao khi hạn hán đến thì những cái cây mà thấp thấp lầy tè này là chết sạch, khô hết, cỏ tiếp tục khô hết, mà cây cổ thụ thì vẫn cứ xanh tươi. Bởi vì nó đâm sâu vào nguồn nước bên trong và nó hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Cho nên tâm rễ trong Ngài nó còn có nghĩa là đâm trong lời của Ngài. Bởi vì Chúa là lời Chúa. Chúa chính là lời Chúa. Cho nên sai lầm lớn nhất của cuộc đời Cơ Đốc là tin Chúa mà không bao giờ đọc lời Chúa. Tôi nói với anh em là đó là cái sai lầm của mọi sai lầm. Có những người tin Chúa rất tin, hỏi đến là tin sáng quyết luôn, đi nhóm là không vắng buổi nào, ghế nhà thờ là ngồi mòn làm chí lỏng luôn, nhưng mà lời Chúa không đọc. Là vậy nè, hỏi đến sách nào em chẳng biết nó nằm ở đâu, không biết. Đến hội thánh thì mà bảo mình sẽ bảo vợ đến thánh long quang bảo tâm đốt thì gửi tiền đâu mãi đầu này, không biết Matthew nó nằm đâu, cứ sáng tới ký mà lập tưởng Matthew chắc nó nằm đầu này. Cho nên chị em, tôi nói điều đó để cho anh chị em ai mà lỡ chưa đọc kinh thánh, chưa bây giờ nghiên cứu kinh thánh thì hôm nay bắt đầu đi, bắt đầu để cho cái rễ cái của anh chị em bắt đầu mọc đi. Anh chị em có muốn mình đứng vững vàng không? Hãy mọc rễ cái đi, giống cái cây này đó. Hãy bắt đầu mọc rễ ra. Mọc rễ ở đâu? Mọc rễ trong lời của Chúa. Chứ ở đâu nữa bây giờ? Mọc rễ trong Ngài là mọc rễ trong lời của Chúa. Anh em thấy cây không? Đâm xuống, đâm xuống, đâm xuống, đâm xuống. Và nó lan tỏ ra, thậm chí cái bộ rễ của nó lớn hơn cả những gì anh em thấy trên mặt đất. Đó là điều Chúa mong đợi cuộc đời của chúng ta. Chúa mong đợi cuộc đời nội tâm của chúng ta nó vững chãi hơn những gì anh em thể hiện bên ngoài. Anh em có hiểu ý tôi không? Bề ngoài đỏ vẻ cười tươi hello vui vui mà trong lòng buồn thúi luôn, cái đó là không được, đúng không? Mình phải xây dựng một đời sống nội tâm vững chãi trước. Trong lòng anh em vui không cần giả bộ, mà anh em cũng vui. Amen. Lòng anh em bình an không cần giả bộ bình an, mà anh em nhìn vào sáng rực lên. Chúa luôn luôn muốn xây dựng một đời sống kín đáo bên trong trước khi để nó thể hiện ra bên. Nhưng thế gian này thì làm ngược lại. Thế gian dạy chúng ta ngược lại. Và nhiều khi chúng ta quen kiểu thế gian rồi, cho nên chúng ta không biết cách sống theo kiểu của Chúa. Thế gian dạy chúng ta rằng là hãy sao? Tỏ ra là chẳng sợ gì. Tỏ ra là giàu có. Tỏ ra là đạo mạo. Tỏ ra thế này, tỏ ra thế kia. Mà trong lòng thì sống đó. Đó như Chúa chở mình đi đâu đeo vàng. Hay phúc sò, phúc khí tô vậy đó. Đeo gì mà đeo mũ vàng, giày vàng, xe vàng, dây chuyền vàng giờ thôi sao mà bên trong không tương xứng bên ngoài. Đó là đời này dạy chúng ta kiểu đó, phô trương. Nhưng mà phô trương quá mà không có rễ thì sập đổ. Cho nên chị em, Chúa dạy mình một nguyên tắc ngược lại. Tôi khuyến khích anh chị em xây dựng đời sống nội tâm trước, xây dựng sự bình an với Chúa trước, xây dựng sự vui mừng với Chúa trước, xây dựng sự giàu có bởi đức tin với Chúa trước. Xây dựng ở trong lời Ngài, học thuộc lời Ngài, ngẫm nghĩ về lời Ngài, ngày đêm nói chuyện với Chúa bằng lời Ngài. Thì từ từ anh em ạ, mấy cái lá này nó không xanh cũng mới lạ, cành lá nó không lớn cái chuyện nào. Đố anh chị em kiềm chế được một cái cây mà có bộ rễ tốt, kiềm chế chắc chắn nó không kiềm được. Anh em lấy cục đá chụp lên nó, đòi cục đá nó đi lên luôn. Nếu chị em bón cho nó thôi, chăm sóc bộ rễ thôi, tưới phân cho nó thôi, đố mà kiềm chế được. Cho nên nhiều khi chúng ta không thể nắm cái chốt nó dựng lên được, mà cho nó lớn nhanh không chăm sóc mình. Cũng một lẽ đó, đời sống Cơ Đốc chúng ta nếu mỗi ngày chúng ta đầu tư thời giờ thật nhiều cho những thời giờ tĩnh nguyện, cho những thời giờ yên lặng trước Chúa, trước lời của Ngài, suy ngẫm lời của Ngài, chúng ta sẽ một thời gian sau chúng ta sẽ thấy cái đời sống bề ngoài của mình nó tự động nó thay đổi, mà không phải mình tự phô trương, mà người khác nhìn vào sẽ thấy ui sao dạo này anh khác thế vậy, sao xem dạo này chị tươi thế, sao dạo này thấy tất cả mọi sự chị sáng sủa thế. À, hỏi anh hiểu rồi đó.
cái bên trong nó khiến cho tất cả bên ngoài được biến mất. Đó là nguyên tắc của Chúa. Thấy mọi xe cũng lên núi ở với Chúa 40 ngày, xuống cái gì mặt mày xanh rực, rồi tao nói con này trong mặt mày chín như mặt trời, sợ luôn. Hả? Đó là nguyên tắc. Cho nên hãy ở với Ngài, hãy ở với Ngài nha anh em. Thứ hai, cái bộ rễ này nó cũng có một cái điều rất là quan trọng mà tôi muốn nói đến đây. Khi mà chúng ta xây dựng mình ở trong lời Chúa, có một cái điều cực kỳ quan trọng mà anh chị em sẽ thấy tôi nói ở đây đem lại là tôi biết chắc chắn anh chị em ao ước được đầy dậy Đức Thánh Linh, phải đúng không? Là ai ngồi dưới mà không ao ước mình được đầy dậy Thánh Linh, giơ tay không ạ? Chẳng ai giơ tay. Ai cũng muốn mình được đầy dậy Thánh Linh, ai cũng muốn mình trở thành người siêu nhiên, người có thể khiến cho bạn tốt phải yên, bệnh tật phải lành, ma quỷ phải bỏ chạy. Ai cũng muốn mình có đời sống như thế. Nhưng mà sao cầu nguyện quyết không thấy đầy dậy gì cả, nhảy múa suốt ngày trong nhà cũng chẳng thấy đầy dậy. Bảo là đôi khi nó như thế. Nhưng mà tao nói anh chị em nè, quy tắc đầy dậy Thánh Linh không phải ở chỗ là mình múa mà đỡ, nhưng mà mình phải có cái nền để được Thánh Linh đổ xuống. Một ông thợ ông đổ nước, ông tạo cầu cho tôi đến nhà đổ nước cho anh, nhưng mà cái bình nước của anh đâu? Anh có. Thế ông phải đi thôi, chứ ngày anh đổ tràn ra nhà. Khi Đức Thánh Linh đến, ngày đổ Thánh Linh ngàn trên đó. Tôi bật mí cho anh chị em, Đức Thánh Linh không đổ bừa bãi, Đức Thánh Linh đổ trên lời Ngài trong đời sống anh chị em. Lòng anh chị em có bao nhiêu lời của Chúa thì anh chị em có bấy nhiêu Đức Thánh Linh, bấy nhiêu quyền năng, bấy nhiêu sự tác động. Đó là sự chuẩn bị. Khi chúng ta lập nền trong lời Ngài là thật sự chúng ta đang chuẩn bị mình để Đức Thánh Linh đổ xuống. Chúng ta làm một lòng chân thánh để chứng thực điều này nha. Trong công vụ đoạn 10 này, công vụ đoạn 10 dạ. Đây là một câu chuyện mà sứ đồ Phi-e-rơ giảng lời Chúa tại nhà cọp này à. Và Đức Thánh Linh giáng trên những người này, giáng trên những người này. Và một câu chuyện duy nhất ở trong công vụ các sứ đồ là không ai đặt tay hết, không ai đặt tay lên họ hết, nhưng mà Đức Thánh Linh giáng lên. Ngày hôm nay anh em mình ngồi ở đây chắc chắn là có những người chưa nhận được bắt tay bằng Đức Thánh Linh và đang ao ước rằng ôi Đức Thánh Linh hãy giáng lên trên con, hãy khiến cho con đầy dậy Thánh Linh và con có thể khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ta biết có vài anh em đang ao ước điều đó rồi được đầy dậy Thánh Linh, nhưng mà ước nước chẳng thấy gì xảy ra. Thì hôm nay mình đọc cái chỗ này mình sẽ thấy à, câu 44 nha anh em nha. Câu 44 nè. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép các bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngồi đó, vì các tín đồ đã nghe họ nói tiếng mọi quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Anh em thấy, tức là giống như tôi đang giảng như thế này, đang nói như thế này, tự nhiên Đức Thánh Linh giáng xuống và ai thấy đều khởi sự nói tiếng lạ, không cần ai đặt tay. Anh em thấy câu kinh thánh này không? Dán trên mọi người nghe đạo. Nghe đạo có nghĩa là gì? Nghe đạo có nghĩa là họ nghe bằng tấm lòng và tin ở bên trong. Tức là họ đã được chuẩn bị cho điều này. Tại sao tôi biết là họ đã được chuẩn bị? Tại sao tôi biết là họ thực sự có tấm lòng chuẩn bị? Tôi biết bởi vì ông cộng này ông sai lính quản lý 3 ngày được. Để mời Phi-e-rơ về. Và khi Phi-e-rơ về thì thấy mọi người đang ngồi ở lớp cả làng đang chờ. Một người mà không đói khát thì đã làm điều đó không anh chị em? Họ đang đói khát lời Ngài. Họ đang chuẩn bị tấm lòng mình ở trong lời Ngài. Họ đang mọc rễ trong lời Ngài. Và gia đình ông cọp này được nói là gia đình kính sợ Đức Chúa Trời, hằng làm những điều thiện và cầu nguyện với Đức Chúa Trời luôn luôn. Đó là một gia đình ham mến Đức Chúa Trời,
yêu mến lời Ngài, đọc Kinh Thánh, cho nên ông mới biết được các bảo cầu này. Tóm lại, tôi muốn truyền đạt cho anh chị em này, tại sao Đức Thánh Linh giáng lên họ một cách dễ dàng? Câu hỏi chúng ta cần phải được trả lời buổi sáng này. Đức Thánh Linh giáng lên họ một cách dễ dàng vì tấm lòng của họ đã được chuẩn bị trong lời của Ngài, đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cho nên tôi cầu nguyện bắt tên Thánh Linh cho, để nhận bắt tên Thánh Linh cho nhiều người. Tôi có cái kinh nghiệm rất là, cái người nào mà họ ham thích lời của Chúa, họ đọc lời Chúa, họ sẵn sàng, họ khao khát, họ cầu nguyện, họ nài xin, tâm trí của họ từ sáng đến chiều ở trong lời Chúa, chỉ cần 3 giây sau thôi, Đức Thánh Linh đổ tràn người ta. Còn người nào mà ở nhà chẳng có một miếng lời của Chúa Trời nào, chẳng tĩnh nguyện, chẳng suy ngẫm, tất cả mọi thứ trong tấm lòng đó là bận rộn của đời này, thì đến hội thánh cầu nguyện từ sáng đến chiều chẳng thấy gì giống như thế. Đó là sự thật. Cho nên hỏi anh chị em, khi mình đâm rễ trong lời Chúa, còn thêm một điều rất lợi, đó là anh chị em luôn sẵn sàng để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Cho nên nguyên tắc để sống một đời sống thành công là đầy dạy Thánh Linh. Và đầy dạy Thánh Linh có nghĩa là đâm rễ trong lời Ngài, sáng trưa chiều tối hãy nghe và suy ngẫm lời Ngài, suy ngẫm trong tấm lòng Chúa ơi, Ngài dạy con đoạn đó như thế nào. Khi em ngồi tĩnh lặng một mình, hãy để Đức Thánh Linh dạy mình trong lời Ngài mà mình đã đọc. Đó gọi là đâm rễ. Đâm rễ có nghĩa là gì nhé? Bám lấy. Rễ nó bám lấy, phải không ạ? Rễ nó bám đất, rễ nó bám vào hòn đá, rễ nó bám vào những cái khe, cái kẽ và nó trở nên chắc chắn. Cho nên đâm rễ không thể nào mà hồi hộp được. Đâm rễ có nghĩa là gì? Lẽ sống, lối sống của anh chị em là lời Chúa. Anh chị em không thay đổi được nữa. Anh chị em ra đời này dù ai nói ngã nói nghiêng, anh chị em vẫn nói lời Chúa là nguyên tắc của tao. Đó gọi là đâm rễ. Chứ nếu nói một người đâm rễ mà chỉ đâm rễ trong nhà thờ không thôi á, thì đó chưa phải đâm rễ. Đó là rễ giả, rễ bằng nhựa. Cái cây nhựa nó cũng có rễ, nhưng mà rễ bằng nhựa nó có sự sống. Chứ vô nhà thờ thì đâm rễ, nhưng mà ra ngoài đời nó nói gì ngã nghiêng theo nó. Đó phải đâm rễ. Đâm rễ là bám chặt và lời Chúa trở thành lối sống của tôi. Nếu lời Chúa bảo rằng tôi không ăn đồ cúng thần tượng, thì có nghĩa là trong bất kể trường hợp nào tôi cũng không ăn nào. Sao thấy anh bạn đã mời đến nãy anh bạn nói thôi, cứ ăn đại bữa rồi về cầu nguyện xin Chúa tha thứ. Thấy làm được. Thấy đa nhân không? Đa nhân chứ một, quyết định không ăn. Mặc dù nếu mà vua biết có thể, nhưng mà quyết định không. Bởi vì ông biết rằng lời Chúa không chấp nhận điều đó. Nếu anh chị em đã biết lời Chúa không chấp nhận cuộc đời mình có một sự gì đó, thì tôi khuyên anh chị em quyết chí loại nó ra khỏi đời sống. Đó gọi là đâm rễ. Đâm rễ là bám chặt. Điều thứ hai của đâm rễ là gì? Đâm rễ là vượt qua chướng ngại. Anh chị em trồng cái cây mà có hòn đá, có cái gì đó nó cản trở, anh chị em đào cái rễ nó lên coi, xuyên qua hòn đá. Còn thấy những trường hợp đó, thậm chí có những cây làm nứt đôi hòn đá luôn, lên núi sẽ thấy nứt đôi luôn, vượt chướng ngại. Và đời sống này đầy chướng ngại, cho nên không bao giờ có một người nói rằng ô để khi nào đời cuộc đời tôi thuận lợi rồi tôi mới yêu Chúa. Giờ cuộc đời tôi đầy rối ren không yêu Chúa được đâu, không bao giờ. Điều đó là lừa dối. Thế giới này được Satan thiết kế để cho tất cả những chướng ngại đến trên cuộc đời anh chị em là để lôi chúng ta ra xa khỏi Chúa. Bất kể thiếu thốn, hoạn nạn, tình cảm, mối quan hệ, tất cả mọi thứ đều là xảy ra trên đời sống anh chị em, mục đích lôi anh chị em ra khỏi Chúa. Quan trọng không phải là chúng ta đợi khi nào thuận lợi, mà quan trọng là anh chị em phải dùng lời ngay để vượt qua chướng ngại, đâm hẳn vào nó, vượt qua. Đó là điều Chúa muốn. Anh chị em đọc một đoạn kinh thánh ở trong sách Thi Thiên chương 66 nha, để biết cái điều Chúa muốn nói ở đây. Đảm bảo khi anh chị em đâm rễ trong lời Chúa, thử thách sẽ đến, khó khăn sẽ đến. Nó sẽ nói với anh chị em là không đâu, mày dẹp cái quyển kinh thánh này lại đi, đừng đọc nữa, đừng suy ngẫm nữa. Mày mà đọc kinh thánh là mày đói không có gì ăn đấy, nó sẽ nói như thế. Mày mà đọc kinh thánh là chủ sẽ đuổi về mày đấy. Mày đọc kinh thánh là cha mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà đấy. Mày đọc kinh thánh là không được đâu, không ổn, bỏ đi. Quyển này nó có rồi, đừng có đọc, đọc mấy quyển khác đi. Nó sẽ nói đổi kinh.
cản trở anh chị, không có thời gian. Ok, anh đừng nói nha. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bàn. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi. Một cục vàng trước khi nó trở thành vàng ròng, nó phải vô lửa, ra lửa, vô lửa, ra lửa, vô lửa, bao nhiêu lần. Bạc cũng vậy. Cho nên ở đây lời Chúa nói rõ là Chúa đã thử thách chúng tôi. Cho nên hỡi con cái của Đức Chúa Trời, khi mình đã trở thành con cái Đức Chúa Trời rồi, đừng sợ thử thách. Tôi đảm bảo là thử thách không giết chết anh chị em được đâu. Khi anh chị em còn là con cái của ma quỷ thế gian này thì đúng, thử thách sẽ giết chết anh chị em. Nhưng khi anh chị em đã ở trong Chúa rồi thì thử thách chỉ làm anh chị em trở nên mạnh hơn mà thôi. Cầu nguyện nhiều hơn, nhận biết Chúa nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn và chiến thắng nhiều hơn. Amen chứ. Cho nên Chúa rèn mình, Chúa tạo ra những cái hoàn cảnh anh chị em khác. Nào là gì ạ? À? Luyện như luyện bàn, đem vào lưới, phải chắc chắn nặng lên, rồi khiến cho người ta cởi lên đầu lên cổ mà. Ôi sao mình con cái Chúa mà bị hại hiếp dữ thế này? Chúa nói mình ở đằng đầu của mình đang đúng không, mà bây giờ nó cởi lên lưng mà nó đi thế này, chịu sao nổi? Và xác hiện cho bung lên, bắt đầu cầu bắt dao chém thằng này. Thành ví dụ đó, mà Chúa nói đừng chém con, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Và anh chị em bắt đầu lúc rèn luyện, rèn luyện tính cách anh chị em sẽ thông thả lên, anh chị em trở nên yêu thương, nhân từ, mềm mại, hiền lành và đầy dậy tình yêu của Chúa. Amen. Chúa phải dùng những thứ đó mới luyện mình được. Cái con người mình như người cục, như con lười, như con la, bất khả. Con người mình mà không có Chúa thì thật sự nó có thể nổi khùng trong vòng 5 giây. Nó là vậy. Trước tôi chưa tin Chúa tôi vậy, nổi khùng 5 giây chịu mình học. 5 giây xong rồi trở thành người mình học. Còn một ngày không biết nổi khùng bao nhiêu lần. Nó là như thế. Cho nên Chúa phải dùng những thứ này để rèn mình, uống nắng mình, đào luyện mình. Và để mình trở nên thuần tính thì anh chị em à, hãy học cách vượt qua thử thách. Đừng bao giờ đầu hàng. Vợ chồng hỏi sức mới một tí, chắc chắn là đi vậy thôi, không phải xong rồi. Thế thì làm sao mình biết cách để xử lý một con người trong nhà? Satan luôn cám dỗ để đem anh chị em thối chứ. Satan luôn cám dỗ để anh chị em đầu hàng. Satan luôn cám dỗ để anh chị em chọn lựa cái gì đó nó dễ dàng chứ không muốn khó khăn. Satan cám dỗ mình làm điều đó. Và thế giới này nó cũng đào tạo chúng ta theo kiểu đó. Làm việc với công ty, sếp vừa nói nặng lời cái mày còn biết đâu mà nghỉ việc cần gì. Thì bản tính anh chị em không bao giờ được thay đổi. Hãy biết nhịn nhục, hãy biết ngẫm nghĩ điều đúng điều sai. Tại sao sếp nói mình, tại sao sếp khiển trách mình, mình sai ở đâu, hãy sửa. Có đúng không? Đúng, đúng cái là cứ như con đĩa phải voi nghe. Thôi phải sợ. Cuộc đời đó không bao giờ tiến lên được. Cho nên anh chị em, khi chúng ta đã qua lửa qua nước rồi thì Chúa đem chúng ta vào nơi nào? Cho nên rất nhiều con cái Chúa chỉ muốn hai cái chữ cuối thôi. Muốn hai chữ cuối đó. Nhưng mà bỏ hết tất cả những cái đó, lửa rồi, gánh nặng rồi, những chữ sỉ nhục đời này, những hoàn nạn đời này bỏ hết, Chúa còn muốn hai chữ cuối. Con đường mình phải đi từ đầu mới đến cuối được chứ. Cái ai mà đi con đường nhảy phát tới cuối đâu. Phải đi trên con đường đó anh chị. Đó Kinh Thánh gọi là đâm rễ. Đâm rễ là phải chịu thử thách. Đâm rễ là phải vượt qua chướng ngại. Đâm rễ là phải bám chặt vào lời Đức Chúa Trời. Đừng buông ra. Chúa ơi, con sống theo lời của Ngài. Cho nên đâm rễ và làm nền nó có cái ý nghĩa đó anh chị. Làm nền. Bây giờ chúng ta chuyển sang làm nền. Lập nền nó cũng có ý nghĩa như là đâm rễ, nhưng nó khác một chút. Hôm nay có ai làm thợ xây không? Có chứ, chắc chắn có. Đây, ít nhất Lý Hiệp nhà mình làm thợ xây đây. Tôi biết chắc một điều ạ. Người ta lập nền là để làm gì? Để xây cái nhà lên trên đó. Phải đúng không? Xây nhà lên. Không ai xây nhà mà không lập nền cả. Mà nếu anh đã không lập nền thì không thể xây được nhà. Đó là điều chắc chắn đúng không Lý Hiệp? Chắc chắn. Chắc chắn rồi, không lập nền không thể xây nhà. Ngày hôm nay rất nhiều con cái Chúa muốn xây dựng một đời sống cơ đốc của mình mạnh mẽ, nhưng không lập nền. Cứ đi cả tâm vậy thôi, tôi muốn mạnh mẽ. Không bao giờ có.
tất cả chúng ta đều bắt đầu từ bắt đầu những nền tảng. Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta là ai? Tại sao mình phải được cứu? Tại sao tội lỗi mình phải được tha? Mình được cứu bởi cái điều gì? Từ những nền tảng như thế phải lập cho mình chắc. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chỉ có một nền thôi, đó là Giêsu Christ. Chúng ta không lập nền khác được. Chúng ta hiểu biết Chúa đã làm gì cho mình. Tại sao Ngài phải bước lên thập tự giá? Tại sao Ngài phải phục sinh? Những điều Ngài đã hoàn thành cho chúng ta ở đâu? Chúng ta phải tin vào những điều đó và xác quyết vào những điều đó. Đó là nền tảng chúng ta. Nền tảng chúng ta là Đấng Christ và Thánh Linh của Ngài. Biết Chúa là biết Đức Thánh Linh. Biết Đức Thánh Linh là biết Chúa. Chúng ta cần lập những cái nền tảng như vậy. Thì khi Đức Thánh Linh đến thăm viếng đời sống chúng ta, Ngài có cái gì đó để xây lên. Ngày đến đời sống chúng ta, ngày thành viên mà ngày thấy chúng ta là đất cát không, thế sai bằng gì? Cho nên khi Đức Thánh Linh đến thăm viếng chúng ta, thăm viếng anh chị em và tôi, Ngài phải thấy đời sống anh chị em và tôi có một cái nền vững chãi. Đúng, con cái chúng ta có cái nền vững chãi, nó là chắc chắn, đầy dạy đức tin, đầy dạy lời Ngài, suy ngẫm Ngài nè. Anh chị em biết Đức Thánh Linh bắt đầu làm gì không? Xây dựng cuộc đời chúng ta lại, và anh chị em sẽ bước đi trong tâm tư và nguyện thành. Anh chị em không phải chỉ cái nền không, mà bây giờ là một ngôi nhà có cửa, có ánh sáng để người ta có thể bước vào ở được. Anh em có thể chứa người ta được, anh em có thể nuôi người ta được, anh em có thể cho người ta ở nhờ được. Cái nền không sao ở nhờ, đó không phải cho người ta. Cho nên cuộc đời chúng ta chỉ hữu dụng khi Đức Thánh Linh có gì đó để xây dựng trên đời sống chúng ta. Đó gọi là lòng này. Anh chị em ơi, trở lại với chủ đề của bài giảng. Chúng ta xây dựng đời sống cơ đốc như thế nào? Nhận Ngài siêu nhiên, hãy bước đi siêu nhiên. Hãy đồng rễ trong đời và Ngài. Bám chặt bậc chứng Ngài vào và nuôi sống đời sống nội tâm. Nội tâm chúng ta phải được nuôi trước. Sự bình an đừng tìm ở bên ngoài, tìm bên trong lòng. Amen. Sự vui mừng đừng tìm ở những cuộc vui liên hoan, thôi lo đám cưới, đừng tìm ở đâu, tìm bên trong. Yêu thương tìm bên trong. Sự thánh vốn tìm bên trong ở đức tin. Hãy tìm điều đó. Đó là xây dựng bộ rễ. Anh em phải xây dựng một bộ rễ tương ứng theo năm tháng anh em sẽ lớn này. Anh em tin Chúa một năm anh em lớn được chừng này, sang năm anh em lớn được chừng này, sang năm nữa anh em lớn được chừng này, thì bộ rễ nó cũng phải lan tỏa tương. Đừng bao giờ cứ lớn, mỗi ngày lớn mà bộ rễ thì đứng yên, ngã liền. Có rất nhiều con cái Chúa, người ta gọi là nóng cháy theo kiểu anh hùng rồi, cháy lắm. Tin Chúa bất kể nơi đâu đi hết, làm tất cả mọi việc, xong sáo tất cả mọi thứ, nhưng không có bộ rễ bên dưới. Xong sáo được một vài năm ngã anh phải đồng, và sau đó lạnh như tàu đầm kilo của Nga xuống đại dương không thấy mắt đâu lên nữa. Cho nên chúng ta không thể nào sống đời sống cơ đốc kiểu như này. Anh chị em ơi, hãy tương ứng. Tất cả những hoạt động bên ngoài của mình được thúc đẩy bởi đâu? Đời sống nội tâm bên trong. Anh em đi truyền giáo chắc, anh em đi mở hội thánh chắc, anh em đi làm chuyên nghiệp chắc, tất cả được thúc đẩy bởi đời sống bên trong. Sức mạnh bên trong, quyền năng bên trong, sự phù hộ của Chúa bên trong, đó là sự thành công. Tiếp theo, một câu kinh thánh Colossae trở lại. Đó. Lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ. Mình lập nền, mình đâm rễ, lấy gì làm cho bền vững? Kinh thánh dạy rằng lấy đức tin. Đức tin đến từ lời của Chúa. Khi anh em suy ngẫm lời Chúa, khi anh em cắm rễ trong lời Chúa, khi anh em thực hành lời Chúa, nói lời Chúa, hành động theo lời Chúa, trong anh em xuất hiện đức tin. Và đức tin đó như chất keo kết dính, khiến cho bộ rễ anh em cấu kết lại, khiến cho đá tảng ở trên nền của anh em dính lại. Chúng ta có những viên đá để lập nền mà không có hồ để dính lại thì cũng cần rời ra. Phải có đức tin làm cho nó vững vàng. Đức tin còn gọi là thuận đỡ. Khi có những mũi tên của kẻ thù, những cái ý tưởng của kẻ thù bắn vào đời sống của mình, mình biết đâu là đúng, đâu là sai, và mình đổi. Anh em được chữa lên. Ma quỷ ở đây nó nói không đâu, đó là mày tưởng tượng đấy, là
làm gì trở lại? Nó sẽ nói như thế. Thế thì đức tin anh em để chống lại là gì? Không. Hỏi kẻ nói dối hãy lui ra khỏi ta. Vì lời của Chúa chép rằng bởi lần roi Chúa Giêsu mà ta đã được lành bệnh. Đó gọi là đức tin. Trong tất cả những năng đề ở đây nó nói công việc mày chắc chắn là sụp đổ rồi. Không ai đến mua hàng của mày nữa đâu. Công việc làm ăn của mày là thất bại rồi. Mình phải lấy đức tin và mình nói với nó rằng không đâu, Sa-tan lui ra khỏi ta. Vì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời ta có quyền bằng cho ta chư dập mọi sự và thịnh vượng trong mọi việc. Mình phải nói đó người ta gọi là đức tin bằng cho bền vững. Nếu anh em không có đức tin, Sa-tan lại đã phá những nền tảng của anh em. Sa-tan lại đến cắt bộ rễ của anh em. Sa-tan lại đến đào nền của anh em đó. Bằng gì? Bằng những sự vô tín. Bằng những gì? Vấp phạm trong đó. Bằng những sự không tha thứ, lo lắng, buồn giận, cãi vã, tức mình kêu rêu mắng chết. Nó sẽ đến và nó đào nền anh em lên, cắt rễ của anh em. Và rất nhiều con cái Chúa cũng phạm sai lầm cái này. Mình đang xây dựng đời sống đầy tình yêu, đầy nhẫn nhục, đầy nhân từ trong lời Chúa. Đúng một cái vấp phạm đến. Tất cả những gì mình vừa xây qua giờ đổ sập một cái đó như giả trang xây cả. Có không vậy? Anh em đã gặp cái nào nào? Tôi nghĩ có nhiều. Có nhiều lắm. Tôi biết mà. Mà người rất khôn. Khổ lắm. Không bao giờ phá trong lúc anh em đang xây đâu. Chờ anh em xây gần xong rồi nó phá. Để anh chị khiến anh em nản lòng. Nản lắm chứ. Ôi tôi đang xây dựng một bầu không khí gia đình êm ấm yêu thương. Cơm nước tôi nấu đàng hoàng tất cả mọi thứ, ông chồng con người đi làm mở cửa ông đá một cái đùng cái nồi băng tư cửa nước rồi vô kia rồi nhà cửa đảo lộn lên hết rồi sao tất cả không khí yêu thương tình yêu ấm áp rồi gì đổ một cái đùng xuống đáy địa ngục hết. Cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và nhà ca trang xe cát anh xem cứ xây rồi đổ, xây rồi đổ, xây rồi đổ mà làm sao vững bền? Kinh Thánh chép rằng lấy đức tin. Chúng ta đừng thụ động, chúng ta phải chủ động chống trả. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay rất thụ động, chỉ biết vâng phục Đức Chúa Trời thôi, trong gia cơ nói chỉ biết vâng phục Đức Chúa Trời mà không chịu chống trả ma quỷ. Nhưng câu Kinh Thánh đó phải đọc cho hết, anh em phải vâng phục Đức Chúa Trời nhưng chống trả ma quỷ thì sao? Nó bỏ chạy khỏi anh em. Anh em phải biết chống trả những điều ác đó, anh em phải cột trói những quy luật đó, anh em phải cầu thay cầu nguyện hết đó, kiên năng chống trả nó. Đó là hành động của đức tin. Cho nên chị em ơi, đã xây được thì phải biết bảo vệ nó. Cho nên nhiều người chỉ biết xây mà không biết bảo vệ, nhiều người chỉ biết xây mà không biết bảo vệ thì ma quỷ đến làm cho những công trình của mình sụp đổ và sinh ra nạn lạc. Đó chính là lấy đức tin làm cho mình bạn. Khi có một điều gì đó bối rối trong đời sống vợ chồng, chồng hãy cầu thay cho vợ, vợ hãy cầu thay cho cha mẹ, hãy cầu thay cho con cái hãy cầu thay cho cha mẹ trong hội thánh của bạn. Anh em hãy cầu thay cho nhau. Khi có những điều này ra xảy ra, đừng chỉ trích, đừng lên án, đừng ăn miếng trả miếng, đừng đổ lửa vào lửa. Hãy cầu thay, hãy chiến đấu với lời cầu nguyện với đức tin, anh chị em sẽ đắc thắng. Đó là cách, đó là cách. Cho nên chị em ơi, điều đó rất là quan trọng. Tuy rằng một câu Kinh Thánh ngắn gọn, nhưng mà chúng ta cần phải sống thêm mới. Tiếp theo, chư dập trong sự cảm tạ. Chắc chắn rồi, khi Chúa cho anh em tỷ thì anh em cảm tạ ngay chứ gì không? Chắc chắn Chúa cũng cảm tạ ngài cho con làm anh phát đạt. Nhưng mà khi không được đáp ứng mà vẫn có cớ để cảm tạ ngài luôn luôn thì mới gọi là dư dập. Kinh Thánh gọi là dư dập trong sự cảm tạ. Dư dập trong sự cảm tạ là cảm tạ luôn luôn. Dù trong nghịch cảnh hay trong thuận cảnh, chúng ta phải biết rằng mọi sự việc lại có ích cho người yêu mến Chúa. Dù trong thuận cảnh thì hãy cảm tạ ngài, Chúa ơi, ngài đã cho con hưởng ân điển của ngài. Phải cảm tạ ngài. Nhưng trong nghịch cảnh thì Chúa ơi, con cảm tạ ngài vì qua nghịch cảnh này con biết được quyền năng giải cứu của Chúa. Cho nên cha hãy cảm tạ Chúa một cách dịu dàng, đừng nản lòng. Đừng thấy thử thách mà nản lòng, đừng thấy hoạn nạn mà nản lòng, đừng thấy những điều xảy ra đến cho đời sống mình mà nản lòng, và theo cảm tạ Chúa. Khi anh em bắt đầu cảm tạ Chúa, ma quỷ rất sợ đời sống của anh em, sợ lắm. Tôi biết mà, tôi làm trong công tác giải cứu cầu nguyện này, tôi hiểu một điều, ma quỷ rất sợ lời biết ơn của con cái Chúa, sợ. Khi anh em bắt đầu cảm tạ Chúa,
nó biết chắc rằng tấm lòng anh chị em luôn luôn kết nối và đưa ngài đến Chúa Trời. Nó biết điều đó. Cho nên một người mà không cảm tạ Chúa thì bắt đầu biết rồi, anh này bắt đầu là xa ngã ra đây, ta đã tìm thấy cái khe hở rồi, lòng anh này bắt đầu yếu ra đây, và nó xen vào một mũi tên ngay chỗ đó, tắt tấm lòng anh chị em ra khỏi Chúa. Anh chị em bắt đầu nhìn Chúa Giêsu với con mắt nghi ngờ, anh chị em nhìn Chúa Giêsu với con mắt thờ ơ, anh chị em nhìn Chúa Giêsu với con mắt không còn tin cậy. Ôi sao một sư giảng Chúa quyền năng mà giờ mình chẳng thấy quyền năng đâu? Sao một sư giảng Chúa là đấng cung ứng mà bây giờ mình thấy Chúa, tôi nói mấy ngày rồi ăn mì tôm không mà chưa thấy cung ứng? Vân vân. Bắt đầu có những cách nhìn đó sai lệch. Sao đang bắn thêm một mũi tên vào nữa, tách anh chị em hoàn toàn. Và khi nó tách anh chị em ra được khỏi Chúa rồi thì nó hủy diệt anh chị em. Khi anh chị em ở trong nghề, sao đang chỉ đứng mà thèm rõ nước giải, không làm gì được. Khi anh chị em liên tục kết nối với cảnh tại ngài, sao đang không làm gì được. Khi anh chị em luôn thờ phượng ngài trong nghịch cảnh, sao đang không làm gì được. Không chỉ chán chạy được đâu. Nhưng mà khi tâm lòng chúng ta luôn sợ đi ra khỏi Chúa là lúc mình nhận được nó từ nhà. Cho nên Chúa Giêsu nói đừng sợ, chỉ tin thôi. Đừng sợ, chỉ tin. Mà người không sợ, anh em biết đừng sợ không? Anh em học cách đừng sợ chưa? Có muốn làm cách nào đừng sợ không? Hãy lên núi cầu nguyện ở 3 ngày trong đó. Và đêm khuya tỉnh mình kiếm trong một hạt chết. Nửa đêm khuya 2 giờ có người đi trong vòng đời hết sợ liền. Đó, phải thử thách. Đó, muốn đừng sợ là phải ở đêm trên núi. Thử đi biết, chắc chắn là anh em sẽ trải nghiệm được. Con người mình sợ được thứ. Đêm khuya mà có một con thằng lằn nó bay qua cái là cũng sợ. chắc chắn là sợ mình một cái gì. Đó, sợ nè. Con người mình là khi thế giới này đầy tội lỗi thì linh sợ hãi đi vào con người. Anh em sợ hôm nay, sợ ngày mai, sợ rồi chắc chít mình không có gì ăn. Sợ rằng là tuổi già mình không ai nói. Ui sợ ung thư, sợ ra đường, sợ xe đụng. Tôi đảm bảo cho em ngồi mà viết ra thì sợ đủ kiểu hết, một clip như thế này các kiểu sợ. Có những người sợ đến mức độ không dám ló mặt ra khỏi nhà. Bước ra khỏi nhà chắc gì tôi sống sống tôi bay về cho nên tôi cứ ngồi trong nhà. Rồi có người sợ lắm á, ôi tôi bỏ tiền tôi đầu tư này chắc gì tôi thành công. Làm ăn mà cứ nghĩ lỗ cứ thua thôi, không bao giờ nghĩ đến cái vế tích cực mà cứ nghĩ tiêu cực. Anh em có nhận thấy đời này nó kết con người như thế không? Con người luôn luôn nghĩ về hướng tiêu cực. Đi trên đường thì không bao giờ nghĩ là tôi sẽ tới nơi an toàn, nghĩ nửa đường xe đụng thôi. Ý nghĩ ra đầu nè, sao đang luôn luôn gieo những tư tưởng sợ hãi vào lòng người. Ôi học đại học nhưng mà không biết con sợ quá, không biết thi kỳ này có qua không, cứ vậy đó. Và nó làm cho đời sống của người ta tê liệt, tê liệt hết nhà. Đừng sợ, hãy vượt qua bản thân mình và hãy bán lấy Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên anh chị em, Chúa luôn chiến đấu cho anh chị em, Chúa luôn ủng hộ cho đời sống anh chị em, Chúa luôn ủng hộ cho doanh nghiệp anh chị em, công việc làm anh chị em, sức khỏe của anh chị em. Anh chị em đang có một Đức Chúa Trời luôn yêu thương và đủ quyền năng để ủng hộ anh chị em. Thì việc gì phải sợ? Tại sao tôi phải sợ? Tôi không tìm lấy lý do để sợ, đúng không? Không tìm ra lý do để sợ đâu. Bây giờ mình ngồi mình gặp đầu dòng đi, mình không tìm ra lý do để sợ đâu thì tại sao mình sợ? Cho nên chị em hãy dương dập trong sự cảm tạ, vì anh chị em đã thắng thế giới rồi, anh chị em đã thắng đời này rồi, thắng hết. Tóm lại buổi sáng hôm nay tôi muốn truyền đạt cho anh chị em cái nền tảng của đời sống của mình. Hy vọng rằng tất cả anh em mình lãnh hội được những lời này và chúng ta bắt đầu xây dựng kiểu như thế. Chúa ở đâu? Chúa ở đây. Chúa ở đây. Tôi nói với tất cả anh chị em rằng Chúa ở đây, không ở đâu xa hết, ở trong quyển sách của anh chị em. Nếu anh chị em đầu tư thời giờ cho nó, suy ngẫm nó ngày và đêm, học và làm theo, thực hành những điều Chúa dạy, đừng để tấm lòng của mình tự do, đừng để tấm lòng của mình ngồi không, mà để tấm lòng của mình bận rộn với lời Chúa từ sáng đến chiều. Đừng để nó ngồi không, đừng để nó quá rảnh rỗi. Người ta nói là nhàn cư thì quy bất thiện. Cho nên đừng để tấm lòng này ngồi không, hãy bắt nó suy ngẫm lời Chúa. Đó người ta gọi là thực hành đức tin trong lời này.
Khi anh em suy ngẫm thì đức tin được tạo thành, đức tin được hình thành. Khi anh em suy ngẫm thì linh của anh em nó tự động, nó hành động trong thế giới vô hình trên lời Chúa, trong thế giới thực thể này. Tôi cầm cái tay, tôi lấy tay, tôi cầm tờ giấy thì anh em nói tôi đang cầm tờ giấy, tôi đang hành động. Còn trong thế giới linh ấy, khi anh em suy ngẫm lời Chúa thì linh anh em đang thực hành. Ví dụ anh em suy ngẫm, ai tin ta lấy danh ta mà trừ quỷ, anh em suy ngẫm cái điều đó, mình có thể lấy danh Chúa mà trừ quỷ, thì linh anh em bắt đầu để anh thực hành điều đó trong thế giới của anh, là anh em không biết. Đó là nguyên tắc để quyền năng xuất phát từ con người. Tất cả ở đây, chìa khóa ở đây, bí quyết ở đây, và đầy dẫy thánh linh cũng ở đây. Ở đâu có lời, ở đâu có linh, ở đâu có thánh linh, ở đâu phải có lời, phải có nền tảng để ngày đổ vào. Cho nên đời sống con cái Chúa nào mà suy ngẫm lời Ngài, nghe lời Ngài mỗi buổi sáng mai, mỗi buổi tối, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều, tôi đảm bảo đời sống đó không có năng đề nào chiến thắng nào. Chắc chắn luôn, anh em tin đi. Chắc chắn. Cho nên hỏi anh chị em yêu quý của tôi, hãy xây dựng đời sống cơ đốc của mình chạm như mặt trăng trên lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, từng ngày, mỗi ngày, mỗi chút, mỗi ngày, mỗi chút. Mình nhận một Chúa Sinh Giê-xu siêu nhiên, hãy bước đi một cách siêu nhiên. Mình tâm rễ thật sâu, bám thật chặt vào lời Chúa, và sao là vượt chướng ngại, đừng đầu hàng, đừng đầu hàng. Mình là con cái Chúa, đừng cho phép mình dễ dàng đầu hàng trước bất cứ thứ gì. Đừng bỏ cuộc, hãy thắng đó. Không thắng hôm nay, thắng ngày mai. Không thắng ngày mai, thắng sau ta sẽ thắng. Không thắng tháng sau, năm sau ta thắng. Không thắng năm sau, 10 năm sau ta thắng. Còn chịu một, đối với Chúa không có gì là một hết. Môi-se bắt đầu hầu về Chúa lúc 80 tuổi, vẫn còn phong độ lắm. Đến giờ mình bao nhiêu, ai ngồi đây 80 tuổi chưa, vẫn còn trẻ lắm. Cho nên hãy bắt đầu, tâm rễ lập nền sao được ạ? Sao được? Chiến đấu chống lại cái đó, muốn phá đổ nền tảng của mình, đúng không? Mình tâm rễ mình lập nền rồi đến nó phá. Sao tâm ở đây nó phá? Thế gian ở đây nó phá, những kẻ thù đến phá. Mình phải lấy đức tin là lời Chúa mà mình đã học được đó, nói ra, công bố ra, chống trả trong sự cầu nguyện, công bố lời Chúa để bọn đó nó phải làm nền tảng bộ rễ mình được. Nhiều con cái Chúa thất bại cho nên biết là xây dựng đó, biết là lập nền đó, mà khi kẻ thù đến thì sao? Sợ mà. Người ta nói phá đổ nền. Và cuối cùng, hãy sống cảm tạ Chúa luôn luôn, dù trong hoàn cảnh hãy chọn nền cảnh, dù trong hoàn nạn cũng thử thách hãy chọn tin cậy Đức Chúa Trời, thì đó là thật sự tấm lòng anh em tôn kính Chúa. Khi chúng ta mọi sự đều đàng hoàng, tiền bạc có, nghề nghiệp có, nhà cửa có, tất cả mọi thứ có, chúng ta hallelujah, chuyện bình thường, chuyện đó ai cũng làm được, thật sự ai cũng làm được. Nhưng mà khi anh chị em không có những điều kiện như thế, khi anh chị em đang thất nghiệp, khi anh chị em đang phải một có một ít nợ nần, khi anh chị em đang gặp phải những cái khó khăn, tiền nhà chưa có trả, mà anh chị em vẫn hallelujah ngợi khen Chúa, thì đó là anh em thật sự tôn kính Chúa. Ngài sẽ đến và giải cứu chị. Dĩ nhiên tôi không ủng hộ lường điếu. Có những người bảo quý phục, tôi đến ngồi nhà cầu nguyện quá đâu, đem tiền, đem thịt đến, đốt xuống đây coi nào. Và cầu nguyện từ sáng đến chiều. Nói chết đấy, không có bạn nào đem đến đâu. Kinh Thánh chết, người nào không làm, vì sao? Đừng làm. Cho nên Chúa không chịu khinh dễ đâu. Cho nên tôi cũng đã từng ở bên Nga, lúc tôi mới tin Chúa, có những người siêu thuộc linh. Rất buồn cười. Tin Chúa xong rồi đóng cửa phòng lại cầu nguyện, tiền ơi rớt xuống. Bây giờ rất cần tiền, ở đâu bầu trời mở rớt xuống. Tôi thấy ông này có tư tưởng lạ, tư tưởng mới. Cái này Kinh Thánh không dạy, mà ông tự nghĩ ra như thế. Anh em ơi, đừng siêu thuộc linh, hãy sống bình thường, hãy sống đúng lời Chúa. Chúa tạo ra thế giới hữu hình, cũng tạo ra thế giới vô hình. Chúa tạo ra linh mình, Chúa cũng tạo ra thần xác mình. Chúng ta hãy sống hài hòa. Amen. Đó là cách chiến thắng. Chúng ta hãy đứng dậy cầu nguyện nào. Hallelujah Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện ha. Chúng ta cầu nguyện cho những gì mình vừa nghe.
chúng ta cầu nguyện cho những gì mình vừa nghe. Điều đó rất quan trọng đó anh chị em. Đấy gọi là nền tảng. Nhưng mà nền tảng này không phải chỉ dành cho những người mới tin Chúa, dành cho cả những người đã đi lâu năm với Chúa. Bộ rễ chúng ta không ngừng làm sâu vào lời. Không ngờ tôi cũng đang phát triển bộ rễ của mình, anh chị em cũng phải đang phát triển bộ rễ của mình. Không ngờ anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp mình, giúp mình bám chặt, bám sâu hơn, phát triển hơn mỗi ngày bằng cách suy ngẫm, đọc lời Ngài. Chúa ơi, cho con thời gian chất lượng với Ngài, con dành thời giờ với lời Ngài. Nhất định con là người tin Chúa và phải biết lời Chúa. Con không thể nào là cơ đốc nhân hữu danh vô thật được. Con không thể nào cơ đốc nhân chỉ vẻ bề ngoài được. Con muốn sống một đời sống nội tâm bên trong. Con muốn kết nối với Ngài, con muốn đầy dạy Ngài, đầy bình an với Ngài, đầy niềm vui Ngài, đầy sự lành mạnh, khỏe mạnh với Ngài. Từ bên trong, từ bên trong, từ bên trong. Anh chị em hãy nói điều đó với Chúa. Hãy cầu nguyện lên trên. Đây là thời giờ Đức Thánh Linh làm điều đó trong lòng anh chị em. Tôi tin rằng Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây, Chúa đang ở đây, Chúa đang ở đây. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Hết lòng vào anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Hãy hết lòng vào. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh thăm viếng và đặt những điều anh chị em nghe buổi sáng hôm nay vào lòng mình. Ô anh chị em cần phải bước đi với một Chúa Giêsu siêu nhiên. Anh em hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không chấp nhận một Giêsu giả. Dù ai nói gì thì con cũng không chấp nhận một Giêsu giả, một Giêsu điếc lặng, một Giêsu ngủ yên, một Giêsu chẳng làm dấu kỳ phép lạ nào, một Giêsu chết trên thập tự nhưng mà Ngài cũng đã phục sinh, Ngài đang sống trong lòng chúng con. Con không chấp nhận một giáo lý tôn giáo nào ở trên đời sống chúng con chỉ chấp nhận một Giêsu siêu nhiên, một Giêsu chữa lành, một Giêsu giải phóng, một Giêsu cứu rỗi, một Giêsu ban phước. Anh chị hãy nói điều đó, nói cho tâm linh của mình, hãy nói cho tâm linh của mình, hãy bước đi với Ngài một cách siêu nhiên. Con quyết định bước đi với Ngài một cách siêu nhiên. Hãy cầu nguyện lên trên. Chúa đang ở đây, Chúa đang ở đây, Chúa đang ở đây. Hallelujah. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Hãy chạm đến lòng anh em con. Buổi sáng hôm nay hãy chạm đến lòng anh em con. Cha con cầu nguyện Chúa chạm đến lòng anh em con. 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mở lên chị em, mở lên. Hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa. Con cũng đâm rẽ sâu vào Ngài. Thánh Linh ơi, hãy đến dạy dỗ con giờ này. Hãy đến soi sáng lời Ngài cho con. Đức Thánh Linh là đấng soi sáng lời Ngài cho anh chị em. Hãy nói với Chúa Thánh Linh là chỉ Ngài này soi sáng lời Ngài cho con. Chỉ Ngài mới khiến cho con đâm rẽ sâu vào lời Ngài được. Thánh Linh ơi, hãy giúp đỡ con. Hãy cầu nguyện đi chị em. Thánh Linh ơi, hãy giúp đỡ con. Giáo sư của con ơi, hãy giúp đỡ con để con đâm rẽ trong lời Ngài. Hãy mở lời Ngài cho tâm linh con, vì Ngài là ánh sáng. Ngài soi sáng thì con mới nhìn thấy. Ngài soi sáng lời Ngài thì con mới nhìn thấy. Hãy cầu nguyện anh chị em, hãy lập nên cho vững vàng, lập nên cho vững vàng, lập nên cho vững vàng. Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta là ai? Giêsu đã làm gì cho mình trên thập tự giá? Việc gì Ngài đã hoàn thiện cho mình? Cuộc sống mình sẽ đi đâu? Tất cả những điều đó anh chị em phải biết cho vững chắc. Tất cả những điều đó anh chị em phải thuộc tâm lòng, phải tin chắc chắn trong tâm lòng của mình. Đó là nền tảng, đó là những gì mà Chúa dành cho sự sống của tâm hồn anh chị em. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Oh hallelujah. Cha yêu quý của chúng con, Cha yêu quý của chúng con, Cha yêu quý của chúng con, Cha yêu quý của chúng con. Hãy đến với Đức Chúa của Ngài, hãy đến với Hội Thánh của Ngài, hãy đến với anh em con giờ này. Chúa ơi, chạm vào tấm lòng anh em con, chạm vào tấm lòng anh em con, xây dựng một nền tảng cho họ. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Chúa có uy quyền, Chúa vẫn còn đời đời. Chúa là đấng thành tín, Chúa không bao giờ thay đổi. Anh chị em đừng sợ, hãy bám lấy Ngài. Hãy nói với tất cả anh chị em rằng đừng sợ, chỉ tin thôi. Dù anh chị em ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng sợ. Anh chị em là người chiến thắng rồi. Anh chị em là người chiến thắng. Thôi dám khẳng định với em là người chiến thắng trong danh Chúa Giêsu. Hãy tin rằng đừng sợ. Chúa muôn đời yêu người và đấng chăm sóc anh chị em là đấng tạo dựng trời đất này, là Chúa của vũ trụ này, là đấng có thẩm quyền trên mọi ma quỷ đời này. Cho nên anh chị em ơi, hãy tin rằng tiến tới trong đức tin của mình, tấn tới trong đức tin của mình, tấn tới trong vượt qua nan đề của mình, hãy dám vượt qua thử thách của mình.
Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên, Chúa đang ở đây. Đây là thầy trò đã thêm nuôi dưỡng tâm linh của mình. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.